Chào anh chị em. Hôm nay là ngày 21, thì trước 2 ngày khi mà có cái thông tin của Thủ tướng Chính phủ là điều 1.000 y bác sĩ thuộc lực lượng quân y của Chào chị Bích Liên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Học viện Quân y, để vào miền Nam chi viện cho khu vực miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Thì ở đâu đó và rất là nhiều cái trang thì lợi dụng vào cái tâm lý của người dân và thực và cái tâm lý chung của người Việt Nam là mong muốn cái dịch Covid được nhanh chóng mà chấm dứt. Đấy. Thì bắt đầu nó đưa các cái hình ảnh lên. Cái đầu tiên cái hình ảnh và cái lời lẽ là đập vào mắt đó, là ngay buổi trưa ngày hôm qua là đọc thấy là xe thiết giáp đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi lướt Facebook tôi thấy cái dòng chữ như vậy thì tôi mới đặt ra suy nghĩ là đem xe thiết giáp đó vào làm cái gì. Thì có rất là nhiều trang và rất nhiều cá nhân là chia sẻ cái bài với cái nội dung như vậy. Thì riêng bản thân thì chỉ lướt qua cũng không có còm mà cũng không có like một bất cứ một cái bài nào. Thì đến cuối giờ chiều thì rất là nhiều anh em, nhiều trang mới phản biện lại là cái đó là những cái tin giả. Thì dựa vào cái cơ sở thứ nhất á, là cái hình ảnh xe thiết giáp đó là được ở cái khu vực thành phố Hải Phòng, là hồi trước á, là người ta tổ chức diễn tập phòng thủ địa phương. Đấy, thì có cái vận chuyển các cái xe thiết tăng thiết giáp hoặc là như vũ khí quân sự. Đấy, thì chúng quay video chụp hình rồi chúng đăng lên là nói rằng là cái xe thiết giáp để và đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì đối với những anh em cơ bản á, người dân bình thường và một số kể cả bản thân tôi cũng vậy, lúc nào cũng có cái mong muốn là chúng ta dập được dịch một cách nhanh chóng nhất và nghĩ là cần làm một cái biện pháp nào đó thật mạnh tay để cho dịch nó chấm dứt ngay. Đó là một cái mong muốn chung của mọi người dân như vậy. Nhưng mà ở đây sau khi chúng ta sàng lọc cái thông tin không được kỹ lưỡng thì dẫn đến là chúng ta chia sẻ những cái hình ảnh nó không phù hợp, không phù hợp với cái nội dung của Thủ tướng Chính phủ đã ra cái chỉ thị. Đấy, cái thứ nhất là không có phân rõ, không phân rõ là điều lực lượng nào cũng là người của quân đội, nhưng mà bên hậu cần, bên quân y chẳng hạn là những cái lực lượng là phục vụ, là những lực lượng là tuyến đầu để chống dịch Covid. Đấy, nó khác với điều động một trung đoàn, một sư đoàn quân chiến đấu là nó khác nhau. Nhưng mà khi đăng bài giật với cái tít là xe thiết giáp đã vào thành phố Hồ Chí Minh thì làm cho cái tâm lý là hoang mang lo sợ. Ở đây riêng bản thân chưa có bàn tới cái chuyện là gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân. Và thực tế thì sáng hôm nay thì đã có rồi. Đấy, đã có rồi. Cái đó thì nói sau. Còn nói về cái mặt hình ảnh của đất nước trước đi. Thì vô tình chúng ta đăng như vậy á thì sẽ làm xấu đi cái hình ảnh của đất nước chúng ta trên cái trường quốc tế. Bạn bè quốc tế người ta nhìn vào một cái đất nước ở đâu ra mà xe tăng hở ra đụng chuyện, chưa biết là chuyện gì hết, là đưa xe tăng, xe thiết giáp và súng ống vác đi lệnh cảnh ngoài đường. Thì chả một cái nhà đầu tư nào mà muốn đi đầu tư vào một cái đất nước mà hở ra là xe tăng, thiết giáp, súng ống như vậy cả. Thì đó là vô tình chúng ta đã làm xấu đi cái hình ảnh của đất nước. Đó là một cái. Còn cái thứ hai, sau khi buổi chiều những anh em mà có tìm hiểu cái thông tin, có nắm bắt cái thông tin chính xác, họ phản bác lại cái luận điệu là đưa xe tăng vào, thì nó lại tung tiếp ra một cái hình ảnh. Đó là những cái người mặc toàn bộ đồ là trắng để bảo vệ Covid á, nhưng mà súng mà cầm trên tay và mang trên vai á, là đứng canh gác ở một cái góc phố. Đấy, để nó bảo là bây giờ là chỉ có toàn quân đội thôi. Nhưng mà rất tiếc những cái hình ảnh đó, ví dụ như ngay cả cái khẩu súng
Thì về súng bộ binh thì cũng xin thưa với mọi người rằng là hiện nay súng bộ binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trang bị là súng AK-47 ngày xưa. Đấy. Mà cũng xin thưa rằng nếu mà nói về súng bộ binh, không một súng nào qua súng AK-47 hết. Đó, và cái tính năng ưu việt của AK-47 thì hiện nay vẫn trang bị cho quân đội chúng ta. Và cái súng ở trong những cái hình mà chúng nó đưa lên đó, nó nói là hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Thì cái súng đó nguồn gốc sản xuất là ở Trung Quốc và cái hình ảnh chính thức là ở Myanmar. Đấy. Tức là lấy những cái hình ảnh thậm ở khu vực khác, thậm chí ở các cái nước khác để làm mục đích như thế nào là chúng ta hiểu được. Làm cho nhân dân chúng ta là rối loạn, hoang mang, lo sợ. Chào bạn Trần Tuấn. Hoang mang, lo sợ. Đấy. Và cái hệ quả thì riêng bản thân cũng không có đổ thừa là tại những cái tấm hình đó hoặc là tại những cái thành phần tuyên truyền đó. Mà sáng nay á, thì cũng rất nhiều là cái bài báo, báo chí là đăng lên là ở các cái siêu thị, các cái cung đường, các siêu thị ở các cái quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái lượng người mà đổ dồn đi mua lương thực, thực phẩm, em chào anh Huy, lương thực, thực phẩm á, là rất là nhiều. Đấy. Thì trong khi tôi cũng không hiểu là cái suy nghĩ của người dân là như thế nào, nhận thông tin từ đâu và từ cái lý do gì mà đổ xô đi mua hàng hóa thực phẩm để về dự trữ như vậy. Trong khi cái lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ rất rõ ràng, rất cụ thể. Đấy. Và được cam kết bằng lời hứa của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Em chào anh Nhàn. Cam kết bằng lời hứa của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Rất rõ ràng, không có chỗ nào là mập mờ hay cái gì hết. Đấy. Là Thủ tướng cũng như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là muốn quân đội để cung ứng 100% về cái lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống cho đến cho từng hộ gia đình. Đấy. Nhưng mà sáng nay thì vẫn rất là đông. Rồi đi như vậy thì chúng ta đã nghĩ qua vào, thậm chí có cả clip là rất là bát nháo về cái độ thật giả cái clip và cái thời điểm cái clip đó được thực hiện là thời điểm nào ở đây thì riêng bản thân là không có xác minh được nó là thời điểm nào, nhưng mà đưa lên tới bây giờ là ngày hôm nay là đưa lên những cái clip đó. Đấy. Thì khi chúng ta mà nếu mà là tập trung đi ra đường mua như vậy á thì sẽ cái hậu quả của việc lây nhiễm á nó nguy hiểm như thế nào. Chúng ta vô tình đi mua như vậy rồi mang bệnh về cho gia đình của chúng ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi cái nhận thông tin ở hàng ngày Thủ tướng Chính phủ thông báo và kể cả lãnh đạo chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh người ta thông báo, người ta cam kết như vậy. Mà hơn một năm qua rồi đảng, nhà nước, lãnh đạo địa phương các cấp á, đã làm rất là ráo riết rồi, rất là quan tâm rồi. Vậy việc gì chúng ta không có tin mà còn đi tin những cái luận điệu khác để rồi hoang mang lo sợ tập trung đi vào những cái siêu thị như vậy á, chen chúc nhau như vậy. Cái hiểm họa là trước mắt là chắc chắn là có chứ không thể nào mà tránh khỏi được. Vì trong những cái ngày gần đây á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, là xuất hiện rất là nhiều F0 ở cộng đồng. Đấy. Và cái đó bàn thêm về cái chuyện mà gọi là thiết quân luật. Thì theo thiết quân luật đó, hiểu một cách đơn giản là khi chính quyền địa phương, công an ở cái khu vực đó, ở cái tỉnh đó, quận huyện đó là không còn khả năng điều hành thì giao cho quân đội có một thời gian nào đó để vãn hồi lại cái trật tự, để gây dựng lại cái chính quyền ở đó. Nhưng mà hiện nay á, chúng ta nên nhớ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh họ vẫn đang điều hành rất là tốt, đang làm rất là tốt, vẫn đang hoạt động bình thường. Và cái việc chi viện người chưa bao giờ là không cần thiết. Nó nhắc lại là chưa bao giờ là không cần thiết cái việc chi viện người. Mấy tháng qua chúng ta
ăn rồi ở ở nhà thôi. Chính quyền các cấp, kể cả nhà nước luôn, chính phủ luôn, kể cả thủ tướng luôn kêu gọi chúng ta ăn ở nhà. Nhưng mà hơn một tháng trước tôi đã thấy rất là nhiều người kêu ca, nào là đói, sắp chết đói rồi, khổ lắm, chính phủ ơi, vân vân và vân vân. Vậy thì bắt đầu nếu người dân đã đói, đã khổ như vậy, thì người thì chúng ta có nhìn lại những cái người mà ở tuyến đầu không? Bác sĩ, quân đội, công an ở cái tuyến đầu đó như thế nào không? Mấy tháng qua, hàng ngày họ đối mặt với cái nguy hiểm. Tức là dễ dàng phơi nhiễm bất cứ một cái lúc nào. Mà có đã có những cái hy sinh, những cái mất mát rất là đau thương. Đấy. Cho nên cái việc chi viện là vô cùng cần thiết và cấp bách. Đấy. Đó là về cái việc chi viện 1.000 y bác sĩ và lực lượng phục vụ hậu cần là vào thành phố Hồ Chí Minh là việc làm rất là cấp thiết và cần thiết. Đấy. Còn cái thứ hai nữa, khi thủ tướng và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cái lực lượng quân đội sẽ phụ trách cung ứng 100% về lương thực thực phẩm cho người dân. Đây là thể hiện cái quyết tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn chấm dứt dịch trong một cái thời gian sớm nhất. Vì rất là nhiều cái yếu tố. Ví dụ một cái yếu tố là lực lượng tại chỗ, quân đội, công an, y bác sĩ, thời gian của họ là phục vụ rất là lâu dài rồi. Con người, chúng ta nên nhớ con người chứ không phải là cái máy. Cái lực lượng phơi nhiễm cũng không phải là ít rồi. Đấy. Cái việc chúng ta chi viện thêm lực lượng đó là một cái động viên tinh thần cũng như là cái lực lượng rất quan trọng để chấm dứt dịch. Đó. Cái thứ hai, lực lượng quân đội họ sống ở trong một cái môi trường tập thể, cái tính kỷ luật cực cao. Và sau một cái thời gian như vậy thì họ được tập huấn, họ được diễn tập những cái tình huống đó, tức là bảo đảm với các anh chị rằng những người mà quân nhân ở tất cả các đơn vị họ đều được diễn tập tất cả những cái tình huống để phòng chống dịch COVID-19 này, để mà nói trình độ của họ là như bác sĩ, như cái lực lượng là y tá bác sĩ thì không bằng. Nhưng mà nếu mà nói về khả năng ứng đối, cái việc mà bỡ ngỡ đối với họ, tôi nghĩ là không có. Họ sẽ làm rất là tốt cái việc này. Và cái việc cung ứng sản phẩm đó là một cái việc làm rất là nhân đạo. Tuy nhiên có nhiều cái thành phần lại bắt đầu là cái báo Tuổi Trẻ online nó giật cái tít là quân đội sẽ mua giúp 100% về cái lương thực thực phẩm mà nhu yếu phẩm. Nói chung không rõ lắm, nhưng mà nói tóm lại là ở trong đó tôi không hài lòng ở cái chỗ là từ mua giúp giật cái tít như vậy. Thì trong đó là có thể hiện về cái cuộc họp bàn của lãnh đạo thành phố cũng như là thủ tướng chính phủ. Cái nội dung thì đầy đủ, nhưng mà nội dung ở trong đó gọi là cung ứng 100%. Còn trong đó ở thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ lập ra cái nhóm, cái tổ gọi là nghiên cứu cái nhu cầu của người dân. Đấy, nghiên cứu nhu cầu của người dân thì để tiến hành cung ứng làm sao cho nó phù hợp. Đấy. Thì với hai cái hình thức này, với hai cái hình thức đó là người dân tự trả tiền và miễn phí. Đấy.
ở chỗ này cái điều quan trọng nhất là trong cái nội dung cuộc họp đó có thể hiện cái là với cung ứng cho người dân 100% với hai hình thức. Thứ nhất là người dân tự trả tiền và thứ hai là miễn phí. Thì có một cái kẻ xuyên tạc rằng là nhấn mạnh rằng là chỉ mua giúp thôi nha. Đấy, chỉ mua giúp thôi nha. Và cái báo Việt Tuổi Trẻ Online thì là mua giúp. Đấy, mà trong khi nội dung á là có hai cái như vậy. Thì đương nhiên khi người ta nghiên cứu về cái nhu cầu của người dân thì hôm nay anh có thể là anh đòi ăn trả lụa chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ như là hôm nay nếu mà người ta tính toán hết đại bộ phận mười mấy triệu dân ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Đó, thì người ta nói là hôm nay ví dụ đi chợ là mua rau cải ngọt với thịt heo đó chẳng hạn, thì cái anh A anh có nhu cầu là ăn chả lụa thì anh phải anh đặt mua cái chả lụa đó thì anh phải trả tiền thêm, còn cái khoản mà như là cung cấp chung cho toàn dân ở thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ như hôm nay chỉ có cải ngọt với là thịt heo chẳng hạn. Đấy, là chúng ta phải hiểu là như vậy. Còn cái này những kẻ khác á, là lợi dụng, nó không đọc câu từ đó, nó đọc mỗi cái tít không, còn cái nội dung ở trong cái bài á là cơ bản là không có liên quan lắm tới mấy cái vụ mà mua dùng đó. Đấy, tức là khốn nạn chỗ đó thì là mới thấy được. Và cái việc làm của người dân á là sáng nay bản thân cũng cảm thấy là rất rất là buồn như vậy. Dịch bệnh đang hoành hành, tới lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh vừa được luân chuyển, thì ở đây bản thân cũng muốn chia sẻ thêm về cái việc luân chuyển. Khoan bàn về những cái chuyện khác, thì cái việc luân chuyển này cho chúng ta thấy được cái bản chất ưu việt của cái nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thì nếu đặt thành phố Hồ Chí Minh chúng ta so với các khu vực khác nhiễm dịch ở trên thế giới thì chưa là cái gì đâu đó, nhưng mà cán bộ đầu ngành so với ở đất nước chúng ta đã có những hy sinh, những mất mát, những cái tổn thất về tính mạng con người thì người lãnh đạo đó phải chịu trách nhiệm. Đó là chuyện hoàn toàn phù hợp, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn. Đấy, thì ít ra người lãnh đạo ở trong cái giai đoạn này, ở cái thời kỳ khác thường thì chúng ta phải có những cái biện pháp, những cái việc làm phi thường mới được. Chúng ta dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải có những biện pháp làm quyết liệt, miễn sao là đưa lại cái lợi ích tốt nhất cho nhân dân là chúng ta làm. Chúng ta dám làm sao có hiệu quả, chúng ta báo cáo lên cấp trên thì cấp trên phê duyệt. Còn chúng ta nếu người cán bộ chỉ biết rập khuôn theo những cái lời của cấp trên thì không có thể nào mà đạt hiệu quả cao được. Tức là riêng bản thân cái người lãnh đạo ở địa phương phải có những cái sáng kiến, có những cái biện pháp áp dụng cụ thể vào cái tình hình địa phương của bản thân. Cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo chung, nhưng mà đối với từng địa phương chúng ta phải có những cái biện pháp, những cái việc làm quyết liệt hơn nữa để làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Chứ chúng ta không chỉ là đơn giản là nghe lời chỉ đạo thì chỉ có làm như vậy thôi. Chỉ đạo là chỉ đạo chung, nhưng mà nếu chúng ta ở từng địa phương là riêng, nó phải hoàn toàn khác nhau như vậy. Cho nên là những cái việc mà mất mát hy sinh như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Thì chúng ta thấy được, để ở đây sẵn thì so sánh luôn với các nước tư bản thì chúng ta đâu có thấy là cái ví dụ như là ở Mỹ á, hơn 644.000 người chết, nhưng mà đâu có thấy cái ông lãnh đạo nào ở bên Mỹ là phải chịu trách nhiệm, có ông nào chịu trách nhiệm đâu. Này, thì lúc trước không làm á, chưa có làm á, thì cái đám dân chủ cuội nó cũng kêu ca. Tới bây giờ làm á thì nó lại tạo ra những cái thuyết âm mưu, ví dụ như thằng Tùng Lê ở bên Thụy Điển hay gì
Mình tưởng tượng ra là dùng để đàn áp người dân, đưa quân đội vào để đàn áp người dân. Thằng Trương Quốc Huy cũng vậy. Nó lại hỏi là sao không có đưa bộ đội ở miền Nam, bộ thiếu hay sao? Mấy tháng ròng rã rồi, tất cả các lực lượng tuyến đầu như y, bác sĩ, công an, quân đội điều động được là họ đã điều động hết rồi. Họ đã tận dụng mọi cái nguồn lực rồi. Mà cái lực lượng phục vụ đã đạm ròng rã mấy tháng trời rồi. Đấy, những cái tỉnh khác có cái điều kiện dịch bệnh ít hơn, hoặc là một số tỉnh không có dịch bệnh chẳng hạn, thì những lực lượng ở nơi đó được điều động tới hỗ trợ cho những cái các cái tỉnh dịch có dịch bệnh nhiều, thì đó là một cái việc làm rất là bình thường thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Đấy, thì cái hôm qua thì thấy những cái tin giả mà bọn nó cũng rất là ngoan cố. Ban đầu là xe bọc thép với là kêu vào thành phố Hồ Chí Minh, khi mà bị vạch mặt là cái tin giả lại đưa cái hình ảnh là những cái người cầm súng canh gác ở ngay cái ở một cái góc phố. Đấy. Nhưng mà cũng toàn là hình hình giả không, hình ở nước khác. Đó. Còn chính phủ, đảng, nhà nước và chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn khẳng định là trong những cái ngày tới, đặc biệt là từ ngày 23, là lực lượng quân đội và xe của quân đội chạy trên những đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, là hoàn toàn chính xác là có. Vì cái thứ nhất là lực lượng quân đội đó và xe là xe vận tải, tức là xe chở hàng hóa để đi cung cấp đến từng nhà, từng hộ gia đình cho người dân, chứ không phải là xe bọc thép. Và lực lượng đi phục vụ đó sẽ không có rảnh mà mang theo súng ở bên người. Đó là hai cái điểm mọi người nên chú ý. Tức là quân đội là có, xe là có, nhưng quân đội thứ nhất là không mang súng, xe là thứ hai là xe là không phải là xe thiết giáp để mà đàn áp nhân dân. Đấy. Mà xe là xe vận tải lương thực, thực phẩm từ địa điểm này đến địa điểm khác để phân phát đến từng hộ gia đình, bảo đảm cái nhu cầu cuộc sống tối thiểu cho người dân ở trong cái giai đoạn dập dịch, chống chọi với dịch bệnh này, để mục đích làm cho chấm dứt được cái dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh khác là một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thì bản thân nay lên thì cũng muốn chia sẻ một cái vài cái khía cạnh như vậy, thấy những cái thành phần đó là không có để ý tới sự hy sinh mất mát của đảng, nhà nước cũng như là tính mạng của người dân, mà chúng nó tìm mọi cách, tìm mọi cơ hội để làm cho cái công cuộc phòng chống dịch bệnh của đảng và nhà nước và nhân dân ta là gặp khó khăn, là chúng nó mừng. Nhiều thành phần ở hải ngoại hả hê dữ lắm. Nó tính bạn của đồng bào, của nhân dân như vậy, càng nhiều chúng nó càng cười. Nói thiệt, cái Facebook của tôi bị khóa hoài là bị là vậy. Những cái thành phần đó là súc sinh chứ không phải là con người. Đó. Khi thấy dân Việt Nam chết nhiều đó, là nó cười. Đó. Thì riêng bản thân thấy những cái luận điệu xuyên tạc đó và cái sự hoang mang của người dân. Đấy. Hơn một tháng trước là tôi đã thấy là có người kêu chết đói rồi. Nhưng mà bây giờ không có một cái thống kê nào người nào chết đói luôn. Đó. Vậy thì tại sao chúng ta không tin vào đảng, tin vào nhà nước, không tin vào chính quyền địa phương, mà đi tin vào ở cái chỗ nào? Tức là các cái biện pháp chống dịch trước nay á, là đạt cái hiệu quả chưa được như mong muốn. Tuy nhiên tới bây giờ, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là ai ở đâu ở đó, nhà nào ở nhà đấy,
chúng ta làm 15 ngày thì bảo đảm Covid sẽ chấm dứt. Và cái việc chỉ đạo tiến hành test của Thủ tướng Chính phủ đối với chính quyền địa phương các cấp là cũng rất là ráo riết. Tức là Thủ tướng nói là 2 tuần mà không tiến hành làm xong là các anh phải chịu trách nhiệm. Đấy. Còn việc là cái ăn cái ở thì ở cái là chúng ta có nhà có phòng trọ chúng ta ở rồi, còn cái ăn á là đảm bảo bên quân đội họ sẽ cung ứng 100%. Nó bằng với 2 hình thức, nếu các anh muốn ăn ngon, ăn món A, món B, món C gì đó thì các anh đã trả tiền. Còn nếu mà các anh mà không kêu không đi làm, không có cái không có tiền á thì sẽ được miễn phí. Đấy, đương nhiên là cái việc cung cấp của chính quyền địa phương cũng như là đảng nhà nước của chính phủ thì không thể nào mà cho chúng ta là ăn ngon mặc đẹp được ở trong một cái phạm vi cho phép thôi. Và những cái thiệt hại khủng khiếp trong những cái tháng vừa qua Covid là nó ảnh hưởng cỡ nào tới nền kinh tế thì chúng ta cũng phải là hiểu, phải biết được là như vậy. Nên là cũng mong bắt đầu tính từ ngày 23, nhưng mà ngày mai mọi người dân cũng không có nên là ra đường đi mua đồ dự trữ như vậy. Tôi khẳng định một điều chắc chắn là chính quyền địa phương không bao giờ để một ai mà chết đói. Đấy, nếu mà đã không chết đói rồi thì chúng ta phải biết tự bảo vệ mình, đừng để chết vì Covid. Một cái chưa có các anh không chọn mà một cái ở trước mắt thì các anh lại cứ đâm đầu vào thì tôi cũng không hiểu là suy nghĩ làm sao. Tức là chết vì đói thì chưa có, nhưng mà chết vì Covid á là thực tế ở đó rồi. Hàng ngày hàng tuần đều có cái thống kê đó rồi. Nói thì ở trong nhà thì sẽ không có Covid. Thì đương nhiên là chúng ta được bảo vệ. Mà đi ra đường thì chúng ta có thể lây nhiễm bất cứ một lúc nào mà sẵn sàng lây thêm cho người thân gia đình chúng ta nữa. Thì chúng ta lại chọn cái phương án thứ hai. Đó là điều rất là đáng buồn, cũng không có hiểu nổi. Tôi nghĩ những cái luận điệu của những cái thành phần kia, thành phần xuyên tạc đó rất là ít, rất là số nhỏ. Và cũng muốn nói thêm nữa, ví dụ như là cái trường hợp riêng cái đây là cái góc nhìn, cái suy nghĩ của bản thân thôi nha. Là có những cái việc chúng ta cần phải giải thích thấu đáo đến từng người dân để cho nhân dân hiểu, để cho nhân dân chấp hành. Nhưng mà cũng có những việc trong những cái thời điểm nhạy cảm thì chúng ta làm trước nói sau. Đấy. Trong cái lúc mà bất thường thì chúng ta phải có những cái hành động phi thường. Có ví dụ nếu điều kiện bình thường thì chúng ta giải thích đến cho tận mỗi người dân, đó là một cái việc làm hữu hiệu nhất. Nhưng mà trong những cái giai đoạn, những cái thời điểm mà nó khác thường thì chúng ta phải có những cái biện pháp nó khác thường, chứ không thể nào như cái thấy được. Cho nên là cái việc thông báo này và người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có được hướng dẫn hay không thì bản thân cũng chưa có nắm được lắm. Nhưng mà bản thân thì không có hài lòng với cái việc mà đi ở ra đường rất là nhiều, đến các cái địa điểm siêu thị rất là đông người như vậy. Nó tạo cơ hội cho cái việc lây lan dịch bệnh, làm cho chúng ta càng ngày càng khó kiểm soát hơn. Rồi hôm nay lên mở ra thì cũng muốn tâm sự với mọi người một ít vậy thôi. Cũng có mấy cái điểm chính đó thì cảm ơn mọi người xem. Chào mọi người. Kết thúc ở đây.